Xin kể một cái chuyện nhân quả hiện tại trong cái kiếp này. Lúc đó là chú chưa có giác ngộ. Sau khi câu chuyện này xảy ra rồi chú mới giác ngộ tu hành. Cái chuyện mà Lục Xuyên đi vô đó, xứ sở chú là ở tại đó, anh em cha mẹ ở tại đó. Chú mới đi vô trong núi tượng nè, bùng binh núi tượng, nó chóc lên chút cái núi tượng đó. Cái bùng binh đó chú mới mở ruộng. Mở hồi đó là đất lúa mùa đó, nên chú mở ruộng mấy chục công đó chú mới mần, chú cất cái nhà đó chú làm ruộng. Rồi đi đi về về tới mùa vô mần, hết mùa lúa rồi thì đi về ngoài xứ ở. Tới mùa tháng 3 tháng 4 vô cày. Hồi đó mần lúa mùa nó vậy đó, 3 tháng 4 vô mới cày. Rồi tháng 4 mùa mưa xuống mới xạ. Tới mùa xạ đó rồi bỏ tới 6 tháng luôn. Tới tháng 11, 9 rồi mới dậy vô mới làm sân. Rồi cất chạy lên rồi ở làm ruộng cắt rồi đem vô mấy cày đạp xong ra lúa. Dơi phơi rồi bán đâu đó rồi đi về nghỉ. Về nghỉ bỏ luôn rồi tới tháng 3 tháng 4 mới vô cày. Hồi đó lúa mùa bằng gì. Cho nên dưới sáu thiền này chú nhà ở ngoài cả chiên chú vô ở cái bùng binh đối tượng chú mở ruộng cất cái chạy ruộng. Thì trong khi vô chú đang vô dọn sân để sắp sửa mần ruộng thì ngay cái đám giỗ bà nội thì thằng em của chú cúng. Thì chú mới nghĩ rằng thôi để bữa cúng mình hả dìa nán gà làm ba cái sân cho nó rồi tới chánh cúng hả dìa. Thì đêm nay đó chú tiếp tục dọn sân rồi chú ngủ. Thì chú ngủ chú nằm chiêm bao. Nằm chiêm bao chú thấy ông già. Ông già gục chú đó. Ông già ông chạy vô nói Sáu ơi mày về mày tiếp tao coi. Thằng em mày nó gục nó đâm hông tao. Rồi tao chạy chú chết tao chạy giờ tao chung vô lậu ngang sông tao qua cái bụi nga tao nằm tao trốn đó. Tao nằm tao trốn trong bụi nga đó mà nó cũng tìm qua được. Tiền qua nó cứ kêu mấy chục người lại giặt kiếm rồi nó bắt tao đem về sắp sửa nó đâm họng rồi. Ừ. Về mày tiếp tao coi. Thì chú ngờ ngủ ở núi tượng, bùng binh núi tượng đây mà nghe ông già ông báo mộng vậy. Rồi chú mới hỏi rồi sao ông sao mà bị em con nó đâm họng. Nó tao chết tao thành con heo. Rồi bây giờ con mày nó cúng bà nội giờ nó mua tao nhẹ mua ngay chân tao về đang nó mặn nó ra thịt nó cúng bà nội. Là nó sắm sửa nó đâm họng tao nè, mày chạy riết gì coi. Thì giác đó kêu khoảng 2-3 giờ khuya rồi. Ông dậy quá mộng nói thằng em mày nó đang sửa sạn bắt nước đâm họng tao là tao chạy rồi mà. Nó rủ mấy chục thằng ở sớm kiếm tao. Cáp mà nó đâm, nó chối tao rồi đó, nó chối rồi sạn đâm đó, con dãy sao mà nó sức. Nó sức cái dây buộc ra đó, rồi con heo chưa có đâm họng á, sẽ sức ra cái nó chạy. Chạy chối chết mà, thì chạy rồi xuống nhau gượt. Được thiện heo nó chạy riết tới mấy sông, nó phóng sông, nó lậu qua sông. Phóng sông lặn lậu qua thì các đó mấy ổng mới chạy về bơi xuồng đồ. Ở cả chiên mà xuồng dữ lắm. Bơi rồi đi kiếm thì các đó con heo nó nhảy bên kia mà nó lặn qua đây. Nó chung vô cái bụi nga. Không kể gành vậy đó, chung bụi nga trốn vô á. Nằm trong dưới bụi nga lú cái mũi lên thở. Là tính trốn đó là ổng tính trốn cho tới sáng luôn kiếm không được là qua ngày. Ai ngờ đâu cái thằng con, thằng em có sáu thiền đó kêu nguyên cả xóm ở trên bơi xuồng xúm nhau dí kiếm nguyên khúc sông đó. Dạch kiếm từ đó dạch cuối cùng gặp trong bụi nga rồi lôn heo về. Lôn heo về chói rồi bắt đầu là sửa sẵn đâm họng. Thì sửa sẵn đâm họng thì con heo đó là ông già ruột, ông chết đầu tha thành con heo. Ông mới vô ông kêu chú sáu thiền nè mày chạy riết về mày cứu tao coi. Nghe mày sắp sửa đâm họng tao đặng nó làm đám giỗ bà nội đó. Thì chú Sáu Thiền chú ở trong núi tượng đây ngủ có cái vỏ máy dầu. Chú nói gì dắt này sao chạy về kịp. Mà ổng hối hoài, ổng nói mày vậy giết về cứu tao. Thì thôi chú mới giật mình, thấy gì giật mình. Giật mình thứ vậy đó là giật chim bao nhưng giật mình thứ vậy. Chú nói cái này không biết làm sao có thiệt hay là tại mình mộng mị. Mà thiệt ngày mới là đám vỗ bà nội thằng em ở ngoài cá chiên nó cúng. Mà vụ bằng heo bằng đồ thì chú đâu có biết. Mà chú nằm trên bao thấy ông già ông về báo mộng ông nói vậy. Thì chú lưỡng ước chưa đến tới sáng. Tới sáng rồi chú mới thôi vậy, thôi mình về. Thì thiệt chú mới dậy xuống giỏ chú chạy về tới ngoài. Về tới ngoài thì đám giỗ xì sẵn cúng rồi. Chú mặn rồi nghe mặn rồi. Thì chú đâu có về. Khi về rồi về tới nhà chú về thì ở nhà anh em nghĩ rằng đám giỗ thì không chạy về thôi. Nhưng mà khi lên nhà đó ngồi bình tĩnh chứ mới hỏi ông chủ nhà rằng em chứ
em thứ tám gì đó, nói mày mặn heo cúng bà nội nó rồi. Rồi đâu mày kể tao nghe cái mày mặn con heo có cái gì chuyện lạ gì không? Thì thằng em nó ngồi nó kể y gan như giấc chiêm bao, y gan như giấc chiêm bao mà chú xót thiền ở trong đây, chú ngủ chú nằm ba chỗ này. Thằng em nó kể lại nó con heo hả, thì bắt lên chói để sửa sạn bắt nước tâm họng cái nó dãy sao sức dây dây ra nó chạy chạy cho tôi rượt theo, rượt theo chạy một khúc vậy cái nó phóng xong lặn. Nó kể y gan như giấc chiêm bao lặn rồi tôi mới chạy về bơi xuồng tôi ra kiếm, tôi kêu mấy chục người xuống tiếp bắt tôi bắt tiếp. Thì kiếm một khúc xong rồi ai ngờ nó lặn qua bên sông, nó nằm trong cái bụi nga, nó trốn trong bụi nga, nó nằm trong đó. Tụi tôi mới giặt kiếp mới kiếp được nó mấy tiếng đồng hồ mới bắt được chói đem về, rồi bắt đầu mới đem lên cái bằng. Cũng cố tình là mặn cho được con heo mặn. Thì thằng em nó kể y gan như giấc mộng chiêm bao của chú Sáu Thiền ở trong đối tượng trong này, mà cái đám này ngoài cá chiên nữa, kể giờ kể chú nghe rồi chú bủng bủng hết trơn, kể y gan như giấc mặn cho nó rồi. Em ơi cái này là anh hỏi em là hỏi cho biết nguyên nhân, chứ còn cái chuyện anh nằm trên bao thấy ông ba ông gì ông bá mộng y gan vậy, ông vô bá mộng anh ông nói cho anh biết là chạy về tiếp riết chạy về cứu tao dùng lúc 3 giờ khuya đó, mà anh đâu có về được đâu. Thì ra bây giờ mới về thì đã câu chuyện đã xong hết rồi, em đã mần con heo rồi, vậy là chính xác con heo này là cha mình đầu thai lên vô bá mộng mà, chứ chú ở trong này chú làm gì biết cái chuyện ngoài kia, nhờ ông già ông vô ông nói nó y gan vậy đó. Rồi giờ dạy về ngoại là hỏi rồi chính xác y gì thì chú mới xác định rằng đây là cha mình đầu thai lên thành con heo, mà em đã bằng con heo này đám dỗ cúng bà nội thì thấy vô cùng tội lỗi, mần thịt cha mà cúng cúng dỗ cho bà nội. Cho nên khi chú nói ra rồi chú không ăn thịt luôn, nguyên cái đám đó nghe nói rồi không ai dám ăn thịt con heo đó chân, là cũng xào nấu rồi hết trơn mà bỏ hết đem chôn hết không ăn, ăn qua cái đồ khác hết. Ông ra lệnh vậy rồi chôn, cuối cùng chôn. Rồi chú từ cái chuyện đó mà chú giác ngộ. Giác ngộ từ từ chú ăn tương cúng lại vô lòng ruộng tới lui, cho nên mới gặp ông già tôi. Già tôi là trưởng ban sự ở xã Tân Phước, của huyện Quỳ Đức, của Núi Chốc. Chỉ tới lui mà ruộng đó mới gặp ba tôi đó. Ba tôi đó để tóc. Nên mới làm quen với ba tôi trong đó tới lui. Chứ lễ lập rồi ông chú xuất thiền đó, chứ hay xuống dự nữa. Nên trong khi đó ông mới kể cái câu chuyện trong cuộc đời của ông giác ngộ là nhờ giấc chiêm bao mà ông già chết thành con heo. Vậy thì báo tin kêu chú cứu, mà chú tiếc cái là chú không về kịp. Không về kịp để cứu con heo còn sống đó. Và tới dần về là đã mần thịt rồi. Cho nên chú hối hận cái sự việc đó mà hôm nay chú giác ngộ chú tôi. Lúc trước ông có làm nghề heo không mà chết thành heo hả chú Chính? Cái đó mình không biết, nghe chú kể gì thôi chứ không có kể hồi trước là ông già có làm nghề đâm heo không á, vậy đó ha. Hàng heo không, cái chuyện đó thì không có nghe kể. Nhưng mà đón về lực nhân quả thì nhân quả nó có nhiều cái trường hợp lắm, không phải mình bằng heo mà mới chết thành heo đâu. Như cái chuyện tôi kể cái bà chủ tiệm vàng ở Châu Đốc đó, bà chỉ hùng tiền với cái ông kia mình thịt heo bán thôi, bà hùng tiền thôi chứ bà đâu có trực tiếp đâu, mà bà cũng phải chết thành chín kiếp heo. Diêm Vương định bà chết chín kiếp heo vậy để trả lại cái quả mà bà hùng vốn với ông kia để mà sát giết. Thì như vậy thì cái trường hợp ông già của chú Sáu Thiền này cũng có thể như thế ha, không phải trực tiếp mình làm hàng heo giết heo mà mới đầu thai thành con heo, có thể nó chuyển kiếp. Cái nhân quả nó có y báo và dịch báo. Y báo tức là mình làm cái gì nó trả lại y gan cái nấy, gọi là y báo. Còn dịch báo đó mình làm chuyện này mới trả lại cái quả khác. Nó có sự dịch là do nên phước báo của mình, phước báo của mình nó vận chuyển đó. Nhiều khi bởi hôm đó học ở dưới chợ nó có dư báo đó, và sanh báo, tóc báo, nó có hiện tại vậy. Nó có nhiều tiền kiếp, có những cái nhân mà mình gieo ít mà tới chừng quả là trả lại nhiều, vì nó nhồi đó, nó nhồi quả nhiều tiền kiếp, nhồi lại thành ra trả nhiều. Có những cái nhân mình gieo nhiều mà khi trả thì ít, là trong khi mình gieo nhiều đó, rồi trong cái thời gian đó mình có làm phước, mình có tu thân hành đạo cho nó chuyển, gọi là dịch báo, nó chuyển từ từ tới chừng mình trả nhẹ xìu đó gọi là dịch báo. Còn dư báo là mình hôm nay cái nhân mình làm chút xíu à, mà tới chừng trả nhiều. Nó cũng như cái bà chủ tiệm vàng đó, nó chỉ gián tiếp hụt tiền thôi mà cuối cùng phải thành quả
độc thai là 9 kiếp heo, biết đâu nhiều tiền kiếp trước quả có xác giết làm sao, thế giờ nó chuyển là vậy đó. Còn như cái ông cụ này thì mình chưa biết hiện tại bị gì, cấp đó chú Sáu chú kể nhưng chú không có nói là ông già hồi trước làm cái nghề gì, nhưng mà theo cái lực nhân quả mình dự đoán đó thì ông cũng có cộng nghiệp, có cộng nghiệp sát cho nên hôm nay mới độc thai lên thành con heo. Như là giết gà nấu đám được cũng chắc trả quả dữ lắm hả chú Vinh? Có chứ, mình nói bây giờ trong sách sử thì có ghi lại chính xác là cô ba cháu gà đó, cô ba cháu gà ở chợ Dòng Nhỏ Mỹ Tho đó, là cô đó có ghi vô sách sử là Thiết Địa Ngục. Có mần nấu cháo gà thôi, mỗi một ngày mần con một con lại nấu cháo đem lại tiệm Dòng Nhỏ của Bến Tre để bán thôi, một ngày có một con à. Mà tới dừng cổ chết rồi xuống dưới cộng lại là 1001 con, là xuống dưới cộng diêm dương cộng lại mà con nào nó thành con bò vậy đó, thành một con gà trống mà như con bò lại, rồi nó xuống lại 1001 con lại nó đá cắn nó mổ. Trên Bồ Tát mới thấy vậy, mổ là bà xỉu xuống bà chết đi sống lại con khác nhảy vô mổ, thì Bồ Tát mới nói thôi như vậy không biết chừng nào công bằng, thôi giờ ta định cho bây giờ các ngươi đứng quan bên hết để cho cái tội nhân này đứng lên, người ta mới ra điều kiện bây giờ nếu các ngươi muốn hết kiếp này, hết kiếp gà trở lại làm con người đó, thì giờ cái tội nhân này, con ba cháu gà này đứng lên đọc thần chú cho các ngươi đi đi đọc thai rồi trở lại thành người. Còn nếu các ngươi không chịu vậy á, thì mỗi một con vô đây đá xong rồi đi qua bên kia, rồi tới con khác lại đá mổ gì đó cho đã, rồi đi qua bên kia, đi từ con chứ mình xuống nhau cả ngàn mấy con mà xuống nhau con mổ được con mổ không được, cứ hoài kéo dài hoài biết chừng nào mà xong. Chú Chính chứng minh câu chuyện mình là mần gà nấu đám mà để trả quả ra chú Chính, ngắn gọn câu chuyện đó thôi. Thì đây chúng nói chứng minh cho đó, ý là cô ba cháu gà mần ngày có con mà còn phải trả quả vậy thì huống gì cái người nấu đám. Cái người nấu đám mặc dù là không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp. Gián tiếp biểu, rồi bây giờ nấu 20 mâm thì bao nhiêu con gà? Phải là thí dụ như là 20 con gà, 30 con vịt, mấy chục ký thịt heo. Đó là cái người nấu đám là trực tiếp ra lệnh. Thì các người kia để làm như vậy thì đã là cộng nghiệp chung. Cho nên có câu gọi là chỉ gật đầu cũng đủ tai ương chứ chẳng phải chủ trương mới tội. Cái người chủ trương thì tội là đành rồi, mà cái người gật đầu có nghĩa là đồng ý là cũng tội chung với cái, cũng đủ tai ương nữa. Vậy thì trở lại cái nấu đám thì cái người mà bà thợ nấu đám mặn đó thì gián tiếp mỗi một đám gì và giết không biết mấy chục con, cộng nghiệp chung với cái gia đình đó mấy chục mạng gà và vịt. Thì như vậy thì trong cái suốt thời gian làm như vậy mà ý có tu thân hành đạo, như cái thím Mười Đồng ở bên nước Chốc, cổ nấu mười mấy năm rồi, bây giờ cổ sợ tội lỗi cổ nghĩ nghĩ mười mấy năm ăn chay cúng lại, cũng đi nấu đám mà nấu chay rồi ăn chay cúng lại luôn đó, mười mấy năm đó mà không trừ được mười mấy năm kia, không trừ được. Cổ vẫn ăn chay trường cúng lại tu hành, bỏ cái nghề nấu đám mặn trở lại nấu đám chay ăn tương cúng lại, mà cuối cùng tới ngày chứ cổ đau anh nói chốc rồi đó, cổ đau hành hạ cổ đau đi nhà thương đủ các bệnh, rồi giờ nằm dưỡng bệnh đó con cháu nó nuôi. Thì bây giờ tới mỗi lần cổ sốt lên là cổ gáy cũng như gà, hai tay cổ đập bạch bạch vô trong mình, rồi cái mỏ cổ chu ra dài ý làm con làm hoàng đó, nó kể chu dài như cái mỏ con gà, rồi gáy y như tiếng gà gáy, hai tay đập rồi gáy, mà trong cùng cổ cũng làm khò 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 như con gà mà đang bị đàm lên trong lúc bị cắt cổ, mà nằm suốt cả mấy tuần lễ như vậy rồi cổ mới chết. Thì cái đó là thằng con ý ngọn gột nó lên mạng lên clip nó nói luôn, nó để cái tựa là gà báo quán, có nghĩa là trong cuộc đời của bà già gột nó chứng kiến nó biết đó là nấu đám mặn đó, nó gà vịt giết đó mà cuối cùng bây giờ bị báo quán. Và tôi còn thêm cái chuyện thứ hai nữa là chú Tu Dư ở nơi sạp mà chú mất rồi, bây giờ còn thím và mấy người con cũng đồng đạo. Những cái gì mà báo quán đó là thôi tôi có luận đó là nó đã kết thúc, nó đã hết, nó nhẹ, nó mới hiện lên, nó báo quán. Thứ nhất là để làm gương cho chúng sanh thấy đó mà tránh, phải không? Và thứ hai là nó trả xong. Chứ nếu không báo quán là cái cô này phải chết xuống dưới đầu thai lên thành con gà, rồi bị người ta cắt cổ. Nó giả vậy mới đúng, phải không? Giết giao thượng giao, giết mạng thượng mạng. Nhưng mà nhờ cổ tu mười mấy năm đó nó chuyển lại. Vậy là cuối cùng bị báo quán trong vòng mấy tuần lễ đó, bị con gà nó hành hạ nó vậy thôi, chứ không có chết thành gà để bị người ta cắt cổ. Nó chuyển rồi đó, nó dịch báo rồi đó.
Còn cái chú Tư Dư ở nó sạp thím kể cho tôi nghe đó, hồi chú còn thanh niên đó đi chơi với nít bắn nạn thun nè, hai thằng đi bắn chim, cái bắn về không có, cái đi đi cái gặm chó, nó đi dọc đường cái thằng bạn nó xích, nó nói mày giỏi đâu mày bắn chó đó coi. Thì trong lúc đó mười mấy tuổi mà chú cũng háo thắng, để cục đạn vô nhắm cái nạn thun, chú bắn cái bọc cái sau chúng nó chân dán cho vậy chết rồi. Ngã chết vậy, hai thằng quảng hồn sợ chủ người ta bất thường, hai thằng tóc chạy. Chú kể đó nghe, thì lúc thanh niên mười mấy tuổi bắn con chó chết vậy thôi. Nhưng mà thời gian bây giờ chú hồi chú mất bảy mấy tuổi, ăn tương cúng lại tu hành, mà tới dừng ngày chú đau, chú nằm xuống chú đau đó, cũng đau mấy năm đó, nằm hành hạ đó, rồi gần tới chết là chú mới nói với thiếp nó, bà ơi sao mà tôi nằm mơ màng thấy con chó nó về nó đòi mạng, nó nói ông phải trả mạng tôi, nó đòi mấy bữa nay cho chú kể lại cho thiếp nghe. Thiếp mới nói sao mà ông đâu có giết chó đâu mà nó đòi mạng ông. Thì chú mới kể hồi đó, hồi lúc thanh niên chú có bắn con chó vậy đó, bắn bằng nạn thun đó, chú kể luôn, kể cho thiếp nghe luôn. Tới đó thiếp mới kết hợp, tôi nói vậy là chắc phải rồi ông ơi, hồi đó ông bắn nó chết đó, bây giờ đó là nó mới đòi thường mạng ông đó, phải rồi, nó đòi ông cách tính sao đây. Thì bà nói giờ ông mới nói về tôi biết thường cách nào đó, bà nói thôi giờ vậy tôi đặt bàn tôi cầu an. Thiếp mới đặt bàn phương án ba ngày vậy đó, tối ra nào thiếp cũng ra thiếp cúng thiếp giái, là giái vong hồn của con chó vậy đó. Ổng vô tình ổng bắn, bây giờ nhờ là hỷ xã bỏ qua cho ổng, tha thứ cho ổng đi, rồi tôi cầu Đức Phật cứu vớt linh hồn của con chó đó lên để mà đầu thai để thành người hoặc là giảng sanh. Thì ba ngày thiếp đặt bàn thiếp cầu nguyện vậy đó, thì bắt đầu nó hết luôn, hết cái vụ mà con chó nó báo quán không thấy nữa, là kể như kết thúc tới chừng chú chết là không có còn cái hiện tượng đó nữa. Thì thiếp mới kể cho tôi nghe là câu chuyện đó, chính thiếp Tư hiện giờ còn, thiếp kể cho nghe chuyện là chú Tư đó bị con chó nó đòi mạng là gì. Thì đó chú cũng là vô tình đó, chú bắn cái sao nó chết trong lúc đó, hồi lúc còn thanh niên đó, mà tới bây giờ chú bảy mấy năm mà nó vẫn còn, tới chừng chú đau cái nó đòi thường mạng, thấy chưa? Thì cái đó chúng tôi muốn nói là cái, nhưng mà chú thường mạng cầu nguyện vậy là xong đó, không hết đó. Chú hết với con chó này, là còn có cuối cùng chút xíu nó lên nó làm thể hiện gì để nó đòi là xong. Còn mình thấy hiện nay mình nói thì mấy chú này nghe có phiền mình không biết, chứ mình thấy những người mà giết hàng chục con là sao, những người ta ăn hàng chục con thì tại sao nó không có gì, nó báo quán, nó không có đòi mạng như kiểu chú Tư Dư, thấy chưa? Không, nó không đòi đâu, vì xuống nó chờ ở dưới, chờ xuống địa ngục đặng nó lại nó tính sổ, chứ giờ lên đòi đây đâu có trả được đâu. Còn chú Tư Dư này nhờ có công tu hành cho nên còn có chút xíu, nó lên nó đòi ông trả mạng thôi, nó nói vậy thôi là xong. Về thím chấp nhận để đặt bàn để cầu cho nó là trả đó, trả bằng cái gián tiếp rồi xong hết về. Còn mình thấy dân này giết hàng chục con ăn thịt nó luôn mà đâu có nghe ông nào nói là chó nó lại báo quán nó đòi đâu, thấy chưa? Thì nó không đòi đâu, nó chờ xuống dưới á. Dạ, thưa chú Chính, thì mình sát sanh gì mình phóng sanh lên được không chú Chính? Phóng sanh thì theo lịch sử cho biết đó, phóng sanh đó, mình thả cá, thả chim, thả các loài thú vật thì đó là nó tăng cái tuổi thọ của mình lên. Mình sống phóng sanh nhiều thì cái tuổi thọ của mình nó tăng lên, nó gọi là trường sanh đó, kéo dài thêm cái tuổi thọ. Thí dụ như mình cái số mình có 60 mà mình thả cá phóng sanh đầu nhiều thì cái tuổi mình lên từ 65 lên 70, nó vậy đó, nó tăng thêm tuổi thọ thôi. Đó là cái phước, nếu mình phóng sanh thì mình tăng thêm tuổi thọ, còn mình sát sanh là nó sẽ giảm đi tuổi thọ. Nếu sát sanh nhiều là cái tuổi mình ví dụ 60, nhưng mà giết sát sanh quá nhiều là còn lại năm mấy, bốn mấy là chết đó, là tại mình sát sanh nhiều quá nó sẽ đảng, nó sẽ giảm kỹ mình. Còn nếu như mình phóng sanh thả cá phóng chim rồi coi như là phóng sanh thì cái tuổi thọ mình tăng lên 60 lên 65 70, ví dụ nó là tăng tuổi thọ. Thì cái phước mà thả cá phóng sanh là nó theo tôi biết là nó được cái phước như thế. Còn nếu mà chúng ta tu, bây giờ mình thả cá phóng sanh nhiều đi, nếu khi mình tu mình đắc đạo thành Phật nha, khi thành Phật đó mình trở lại cứu vớt chúng sanh đó, thì các cái loại chim cá mà mình thả đây đều có nhân duyên với mình, khi đó mình nói nó nghe hoặc mình đi là nó gặp mình là nó biết. Con chim nó gặp mình khi đắc đạo mình chửi xuống đây, nó gặp mình nó biết, nó lại nó nghe mình nói pháp, đó là có nhân duyên, đó là nhờ kiếp trước mình có thả nó, mình đắc đạo trở lại cứu vớt nó được, độ nó luôn.
thì nó có cái phước báo vậy đó, nếu mình thành Phật. Còn nếu như mình không thành Phật đó, thì mình chỉ tăng tuổi thọ thôi, sống thêm được vài ba năm nữa. Rồi theo cái ý tôi biết, hiểu biết là trả lời. Cảm ơn chú Chính nha.